Chào mừng toàn thể các bạn đã đến với chương trình radio tư vấn online của công ty Tân Thị Dương, là công ty tư vấn hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học và du lịch trước nước. Bạn đang có ý định đi du học ở Mỹ và phân vân không biết chọn địa điểm nào là thích hợp? Và Tân Đại Dương xin giới thiệu một trong những trường đẹp nhất ở California, đó là trường Vira Costa, là một trường cao đẳng cộng đồng công lập được chứng nhận hợp chuẩn toàn diện, đặt ở vị trí cách bãi biển vài phút. Sinh viên có thể lấy bằng cao đẳng và các chứng chỉ chuyên môn trong số hơn 50 lĩnh vực học tập. Đối với các sinh viên muốn có bằng cử nhân, Vira Costa là sự chọn lựa lý tưởng để bắt đầu một chương trình học tập. Với quy mô lớp học nhỏ và chú trọng nhiều hơn đến từng sinh viên quốc tế, Vira Costa là một trong những trường có tỷ lệ chuyển tiếp cao nhất lên các đại học hàng đầu ở tiểu bang California. Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình học, thủ tục nhập học và hồ sơ chứng minh tài chính v.v. khi du học tại Mỹ như thế nào, các bạn vui lòng liên hệ qua hotline 0996277629 và 0166515771. Vira Costa cũng là trường có các chứng chỉ ngắn hạn được thiết kế để cung cấp các chương trình huấn luyện nghề nghiệp thực tế thích hợp cho thị trường lao động hiện tại. Sinh viên quốc tế sẽ thích thú với môi trường thân thiện và an toàn tại đây. Trường chuyên đào tạo các ngành cho sinh viên lựa chọn như là nghệ thuật, khoa học biển, kinh doanh quốc tế, marketing, tài chính, truyền thông, công nghệ và điện tử, tâm lý học, âm nhạc, làm mỹ, diễn viên, v.v. Về chương trình học vấn với bằng cao đẳng, Vira Costa College cấp bằng cao đẳng nghệ thuật tương đương với 2 năm đầu cho chương trình cử nhân, tức là chương trình 2+2. Với bằng cao đẳng, sinh viên có thể chuyển tiếp lên một đại học 4 năm hoặc là đi làm. Chứng chỉ chuyên môn và chứng chỉ nghề, Vira Costa cung cấp 50 loại chứng chỉ khác nhau dành cho các sinh viên quan tâm đến chương trình đào tạo ngắn hạn trong một lĩnh vực nghề nghiệp cụ thể. Chứng chỉ có thể được hoàn tất trong 1 hoặc là 2 năm. Danh sách tiêu biểu các bằng cao đẳng và chương trình chứng chỉ gồm có ngành kế toán, nghệ thuật, sinh học và công nghệ sinh học, quản trị kinh doanh, âm nhạc và nghệ thuật, ghi âm, tâm lý học, tiếp thị và quản trị, v.v. Khi cần được hỗ trợ các thủ tục về hồ sơ du học các nước, điều kiện nhập học của các trường, các bạn hãy liên hệ ngay với đại diện tuyển sinh chính thức của các trường ở Mỹ, Úc, Singapore hay là Canada, v.v. tại Việt Nam, công ty du học Tân Đại Dương qua hotline 0996277629 và 0166515771, hoặc các bạn có thể truy cập vào các website của công ty tandaiduong.edu.vn và tddvn.com. Xin lưu ý với các bạn là hiện nay công ty Tân Đại Dương chỉ có 3 nơi và không có chi nhánh ở các tỉnh phía Bắc. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với chương trình chia sẻ ước mơ du học Mỹ cùng với công ty Tân Đại Dương. Thì hôm nay công ty Tân Đại Dương cũng xin vui rất là vui khi thông báo với tất cả các bạn là bạn Vũ Đức Dũng là một học sinh của công ty Tân Đại Dương đã vừa có visa từ lãnh sự quán Mỹ. Thì chào Dũng, chào Dũng. Thì Dũng có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho tất cả các bạn được biết. Tên là Vũ Đức Dũng, hôm nay 18 tuổi, là học sinh cấp 3 trường Nguyễn Xu, mới tốt nghiệp trường phổ thông. Vậy thì Dũng mới tốt nghiệp học phổ thông thì bên qua bên Mỹ thì Dũng sẽ chọn trường cũng như là cái ngành học nào? Em sẽ chọn học trường Richland College ở Dallas. Vì đó là một trường rất là lớn, chắc và trường là trường đầu tiên được nhận giải thưởng mà Patrick Award năm 2005. Thì cái mình thích ở trường là trường nó phải giữ được một cái vẻ đẹp tự nhiên và bằng một cái con suối nhỏ chảy xuyên qua trường, thì nó sẽ là cái cơ hội để mình cảm thấy thoải mái hơn từ giờ học mình. Vậy tại sao mình lại chọn cái van của cái trường Dallas? Vì đầu tiên là em nói là mình chọn trường là một, và thứ hai là thời tiết ở Dallas rất là phù hợp, và thứ ba thì mình cũng có thể người thân bên nó nên di chuyển sẽ dễ dàng. Vậy thì mình có cái dự định gì sau khi mình sẽ tốt nghiệp không? Khi mà tốt nghiệp xong đấy thì em dự định sẽ trở về Việt Nam, sẽ làm ở một công ty hoặc là đi dạy để kiếm thêm cái kinh nghiệm, sau đó thì sẽ cùng với bạn về thành lập công ty riêng. Rồi, vậy em hãy chia sẻ một chút về cái sở thích cá nhân. Sở thích cá nhân thì em tìm trang web mà có thiết kế đẹp và thú vị. Cái game mà có đồ họa đẹp thì thời gian rảnh thì cũng đẹp. Vậy thì không biết là sao mà Dũng có thể giúp tất cả mọi người để tìm tới cái công việc hỗ trợ cho Dũng?
em biết qua thì cũng là người quen của mẹ giới thiệu. À, thì người ấy cũng làm hồ sơ mà thành công nên em cũng chọn mẹ. Vừa rồi là chỉ là một vài điều chia sẻ ngắn của bạn Dũng thôi. Chúng tôi hy vọng với những cái chia sẻ của bạn Dũng sẽ giúp ích hơn cho tất cả các bạn sinh viên đang có ý định sẽ đi học Mỹ, giúp cho các bạn tự tin hơn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.